Clip hôm nay nói về vấn đề phân biệt chủng tộc với người châu Á nói chung và với người Việt Nam nói riêng. Đồng thời clip này cũng là một clip mà tôi sẽ đọc những comment của những người đã và đang ủng hộ tôi thông qua hình thức donate. Bởi vì chính nhờ các bạn mà cái kênh này có thể phát triển được. Và chính nhờ cái sự đầu tư của các bạn mà sau này con cháu của các bạn có cái để mà coi khi có những câu hỏi về thế giới, về bản thân nội tâm nó mà hỏi chung anh không có cái nào nói hết. Mà lúc đó tôi nghĩ là TikTok nó phát triển lắm. Vào thời điểm đó nếu mà tin vào TikTok những cái đó là chết mẹ luôn, trời đất ơi là trời. Cho nên cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái clip này á nó sẽ có gồm hai phần và tôi sẽ chia nó ra để giúp cho các bạn. Mình không cần phải nghe nó đọc comment cảm ơn đâu, nghe chi làm gì. Nhưng các bạn cũng có cái phần để các bạn coi. Wow, cái gì đâu mà phân biệt chủng tộc người châu Á rồi phân biệt chủng tộc Việt Nam nghe hay rồi nha. Thôi không nói dài dòng nữa, vô clip đi. Đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những bạn đã và đang ủng hộ tôi qua cái trang patreon.com/leo nè. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi vì nhờ có các bạn mà tôi không phải làm những cái clip chạy theo trend. Các bạn biết không, ở Việt Nam chúng ta đó, clip á chạy theo trend rất là nhiều. Bởi vì làm như vậy nó mới có view. Các bạn thử tưởng tượng có một việc gì đang hot mà làm một cái clip là người ta sẽ search, người ta kiếm ra thì nó sẽ lên view rất là đã, rất là sướng. Giống như hôm bữa tôi làm cái clip mà về nói về khoa bút với lại ba cái vụ coi coi cái kiếp nó lên quá trời view luôn. Nhưng nếu mà bạn chỉ làm clip chạy theo trend thì nó sẽ dẫn tới chuyện là bạn sẽ phải liên tục chạy theo những cái thị hiếu của đám đông. Mà đám đông thì rất hay cuồng nộ những cái chuyện vô lý. Chỉ cần một khoảng thời gian trôi qua là nhiều khi bạn nhìn lại cái clip mà theo trend của bạn, bạn cũng không hiểu bạn đang nói chuyện gì nữa hết trơn đó. Nhưng đó là cái mặt tối của cái thế giới hiện tại. Và cái trang patreon.com/leo nè, nó giúp cho những người creator như tôi có thể không cần phải quan tâm tới chung quanh đang nói gì hết. Chỉ cần làm những thứ mình thích và những thứ có những người ủng hộ là được rồi. Bởi vì bạn nào mà ủng hộ vô trang patreon.com/leo nè giống như là đang đầu tư tiền học, đầu tư một cái khoản để sau này cho con cháu của bạn á, khi nó có vấn đề gì trong tương lai về cơ thể, về tâm lý thì nó lên nó coi clip và nó sẽ thấy đây là một cái kênh của ba mẹ mình đã đầu tư từ hồi trước cho mình rồi. Tới bây giờ mình coi clip vẫn còn đó, vẫn phù hợp với thời đại, chứ không phải là những cái clip trending mà tới bây giờ coi lại mình không hiểu, ủa cái thằng đó là thằng nào, con đó là con nào, ba chuyện dớ dẫn vậy mà ba má mình cũng coi nữa, trời đất ơi má sao kinh khủng vậy, sao ba má mình xàm dễ sợ vậy. Cái trang patreon.com sẽ leo nè và những người đang ủng hộ tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì sự đầu tư của các bạn. Thì đây là những người đã quyết định ủng hộ tôi trong tháng này, đó là bạn Điền Phạm, Mi Nguyễn, Thuận Huỳnh, Xuân Huỳnh, Trung Trần, Cô Bê Lê, Lâm Nguyễn, Phú Minh, Bảo Huỳnh, Tào Lâm Nguyễn, Julie Ngô, Thanh Nguyễn, Bình An Nguyễn Lê, Thuần Vương Nhất, Tùng Nguyễn, English Music, Quen Phan, Giang Vũ, Lâm Tùng, Ngân Hứa, Lâm The Man. Và những bạn đặc biệt quan trọng có ủng hộ tôi, hoặc là ủng hộ khá là nhiều, hoặc là ủng hộ nguyên cả năm một lần, đó là những bạn Arthur Dương, Henry Nguyễn, Quế Huỳnh, Thạch Nguyễn, Roberto, Long Hoàng, Khôi Đăng, Ngọc Nguyễn, Hiền Võ Thanh, Julie Ngô nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi nhớ các bạn là ai mà tôi mới, bạn Hiền Võ Thanh là bạn đã từng đi học ở trong lớp Bitcoin của tôi. Bạn Julie Ngô cũng vậy, bạn Ngọc Nguyễn cũng như vậy luôn. Nói chung là rất nhiều người, người ta, nói chung các bạn thấy mỗi lần mà tôi nói dạy về lớp học crypto á, thì các bạn cũng thấy quá trời đứa nó nhảy vô nó chửi. Nó kêu tôi là thằng lừa đảo này nọ, trong khi cái chuyện tôi làm chỉ là dạy học thôi. Và những người này, người ta đã ủng hộ tôi, người ta đi học lớp của tôi vậy, người ta vẫn tiếp tục ủng hộ tôi. Là các bạn cũng hiểu cái chất lượng của lớp học và cái chất lượng con người tôi nó như thế nào, đúng không? Xin cảm ơn các bạn. Những người bạn mà ủng hộ vào VCB á, thì tôi cảm ơn các bạn thôi chứ tôi không đọc comment của các bạn được. Tại vì ba cái app đó nó mới giúp cho cái thông điệp gì xuất hiện ở đây hết trơn á. Chỉ cảm ơn các bạn thôi chứ không có đọc thế nào được. Thì tôi sẽ đọc những cái comment của những bạn qua Venmo, Momo, PayPal. Thì đầu tiên là những người mà gửi qua Venmo, đó là bạn Tuyết Phương Nguyễn. Bạn cảm ơn bạn về status cũ. Lê Tùng Vân, Thiền Am bên bờ vũ trụ. Tôi nói với bạn là cái status của tôi nó rất là hợp ý với những người có đầu óc, những người biết suy nghĩ, những người biết hỏi câu bằng chứng đâu trước khi kết tội một ai đó theo cái đám đông cuồng nộ. Mà nào coi clip đám đông cuồng nộ bạn sẽ thấy nó giống y chang như những cái thời tăm tối thời xưa vậy. Chỉ cần nghe một hai đứa kền kền nào đó nói là nhau vô súng kết lội mà không có bằng chứng nào cả. Cũng giống như cái chuyện mà nhiều đứa con nít, nhiều đứa mất dạy nó cứ kêu tôi phản động. Nó nói phản động, thằng này phản động, thằng này đi nước ngoài rồi, thằng này bị báo nói này nó nọ nó kia, trong khi báo đâu phải là một cơ quan mà có quyền kết tội một ai đó
Thậm chí cái tờ báo Nhân Dân nó nói sai bây giờ nó phải xóa bài rồi, mà tụi nó vẫn nói là không, thằng này là phản động, tại vì tao nghe nói chứ không có bằng chứng gì cả, nó rất là tầm bậy tầm bạ. Vậy bạn Tuyết Phương Nguyễn này mà donate xong, bạn phát hiện là có nhiều người sau khi thấy tôi cái post cái status đó thì nói là unsubscribe này nọ, thì bạn lại tiếp tục donate đợt hai về vụ status vụ Thiền Nga mà bạn bị mất một số theo dõi. Cảm ơn bạn. Rồi bạn Anh Nguyễn, you rock, ok, cảm ơn em. Bạn Vincent Nguyễn ủng hộ kênh của anh bên địa ngục tư bản Cali Mỹ Quốc, cảm ơn em luôn. Bạn Victor Nguyễn ủng hộ bạn, chúc sức khỏe và hạnh phúc phong thành phố ngàn thông, tưởng Đà Lạt mưa nhiều, hóa ra là Bellevue Washington, cảm ơn bạn từ Bellevue Washington. Rồi bạn Chánh Tài Nguyễn, hai leo biết anh đã lâu, xem video anh cũng nhiều mà chưa có cơ hội donate ủng hộ anh vì không có đô. Có cơ hội mà em không muốn làm thôi, bây giờ em làm là may rồi. Just kidding, lúc nào qua Boston US nếu cần Uber thì nhắn em, chúc anh sẽ có những video chất lượng trong tương lai và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Cảm ơn em. Nếu mà ai cũng như em mà đều ủng hộ anh qua hình thức mà thực tế nhất đó là tiền thì anh sẽ có thể đi đâu cũng được trên thế giới, vẫn tiếp tục làm clip này á. Thank you Dung. Ở những bạn ở trên PayPal, các bạn cũng donate mà các bạn nhiều khi không thèm nói gì cả, như bạn Linh Trương lấy để hai cái mặt icon thôi không biết nói gì luôn, cảm ơn Linh Trương. Rồi bạn Edward Nguyễn, để giúp anh Leo cải thiện bữa ăn, ăn cá sống vậy nguy hiểm lắm. Bạn thấy tôi đang ăn sushi, cái bản thương quá, ruột gan bản cồn cào, bạn nói tội nghiệp quá, không có tiền ăn cá chín mà phải ăn cá sống. Các bạn donate, thank you, trời ơi, ăn xong rồi donate xong tôi lấy tiền này, tôi đi ăn cá sống tiếp, tại sushi nó ngon. Không, thiệt ra nói sushi với tôi ăn sashimi nhiều hơn. Bạn Nguyễn Dương Khánh Hà, em Hà cảm ơn anh Huy vì kênh YouTube bổ ích. Anh Huy cũng cảm ơn em Hà vì cái hành động ủng hộ vô cùng thực tế của em. Thank you, gửi trái tim cho em luôn. Còn bạn Anthony Lê thì bạn thank you clip Việt Kiều tầm tìm vợ Việt Nam. Đây là cái clip mà tôi vừa mới làm. Đó là cái clip mà tôi giúp cho những bạn Việt Kiều muốn kiếm được một người vợ Việt Nam phù hợp thì nên làm như thế nào. Thì các bạn có thể coi clip đó. Tại vì nói thiệt, cái chuyện mà tìm được một người, một nửa còn lại của mình rất là quan trọng. Nhưng mà nếu mà bạn không biết cách, nếu mà bạn tìm tầm bậy, tìm lộn chỗ thì bạn có thể tìm về một con quỷ cái chứ không phải là một người vợ đâu. Còn đây là phần đọc comment của những bạn qua PayPal. Bạn Hoàng Dương Lâm, nhờ những clip kiến thức của anh mà đầu óc em ngày càng rộng mở, những con bò bây giờ không cãi lý lẽ em nữa, là nhờ anh mở mang đầu óc cho em. Thực ra anh cảm ơn em, nhưng mà anh nghĩ là chuyện này nó hơi xạo xạo á. Tại vì trên đời này mấy con bò cỡ nào nó cũng ụm bò, em nói chuyện với bò là một hồi nó ụm bò. Như anh nói, nó vô nó cứ kêu ê thằng ăn xin 4.0, trong khi clip của anh là làm clip kiến thức, người mà ta hiểu, người ta donate quá trời luôn, nhưng đối với tụi nó thì chỉ có 100 đồng thôi, đó là ăn xin, khổ lắm, bò mà. Từ bạn Đinh Thị Kim Tuyến, cảm ơn anh Duy Leo vì những clip kiến thức rất hay và content đỉnh, anh luôn tiếp thêm động lực cho em mỗi khi em gặp khó khăn hay nản chí trong cuộc sống. Thì nghe em nói vậy anh cảm thấy rất là vui, bởi vì thật sự có rất là nhiều những người không hiểu, người ta nói ba cái clip này của mày má lên mạng Google rồi dịch lại chứ có cái gì đâu mà kiến thức này nọ loại chai. Thì đó cũng là lý do vì sao có rất là nhiều người có cuộc đời tồi tệ ở trong cái xã hội này. Tri thức không phải tự nhiên nó đùng nó sinh ra, nó cần phải có người biết rồi người chỉ rồi người nói. Thì có rất là nhiều người có đầu óc ở những nước phát triển, thật ra lý đó là lý do vì sao nước người ta phát triển á, người ta viết ra những cái bài, người ta truyền thụ những cái tri thức của người ta nó rất là rõ ràng rành mạch. Nhưng cái vấn đề lớn nhất là nó là tiếng Anh, nó không có nhiều người ở Việt Nam không biết tiếng Anh, tiếng Anh không có giỏi, cho nên cần có những người có tri thức biến hóa cái phần tiếng Anh đó thành tiếng Việt. Nhiều người nghĩ rằng cái chuyện dịch đó nó đơn giản, dịch không phải là đơn giản đâu mấy bạn, dịch làm sao để truyền thụ được cái ý mà hài hước nhất, hấp dẫn nhất để cho những người mà người ta mà chậm hiểu nhất người ta vẫn hiểu. Điều đó đòi hỏi một cái kỹ năng vô cùng quan trọng, đó là kỹ năng sư phạm. Kỹ năng đó không phải ai cũng có, kỹ năng đó chỉ có ở những giáo sư thôi. Đây, à, cho nên những người người ta hiểu thì người ta trân trọng, còn những đứa mất dạy thì nó kêu ăn xin. Vậy thôi, thì cảm ơn em Duy Tuyến. Từ bạn Đặng Hồng Bảo Anh, Thanh Sang Leo, nhờ clip nghệ sĩ thời phục hưng của anh khiến em có nhiều cảm hứng đọc thêm về nghệ thuật thời phục hưng, rất hay, nice day to you. Thì những cái này nó cũng là một cái mà kêu bằng, nói thiệt á, khi chúng ta nghe về thời phục hưng, chúng ta nghe về những thứ mà về nghệ thuật thì chúng ta sẽ nghĩ ôi ba cái này nghe mệt quá, nhưng bởi vì chúng ta cảm thấy mệt cho nên chúng ta không hiểu được cái đẹp của nó. Nó giống như là một cái bữa ăn, mình ăn một bữa ăn mình thấy nó ngon, nhưng tại sao nó ngon thì có một người người ta giải thích cho mình, vấn đề là xài cái loại gia vị này ở đây, vặn lớn lửa ở đây một chút xíu thì nó sẽ làm cho cái món này ngon hơn, thì chúng ta sẽ đột nhiên chúng ta cảm thấy à, cái thưởng thức của chúng ta nó lên. Thì nghệ thuật nó cũng giống như vậy, mọi thứ đều trên đời có bàn tay của những người có đầu óc vô thì nó đều làm cho chúng ta cảm thấy ngon, kể cả tri thức cũng vậy. Từ bạn Lê Tắc Thái, em dân Thanh Hóa, tặng bố dòng má thôi bà lá sen ấy. Đây là cũng để cho các bạn thấy, nhiều bạn cứ hỏi tôi là
Ủa sao anh Leo suốt ngày cứ nói cái gì mà xấu xấu là bắt đầu anh xài tiếng Bắc. Nếu mà bạn nào coi cái clip bị bully, bị chửi, bị miệt thị phải làm sao á, thì bạn sẽ thấy trong đó tôi thường xuyên bị cái đám mất dạy ở ngoài Bắc nó chửi tôi. Nói tới đây sẽ có nhiều đứa mất dạy nó nói: ôi mày phân biệt vùng miền à? À không, không có. Các bạn vô đó các bạn coi sẽ thấy cái đám mất dạy ngoài Bắc nó chửi tôi, chứ tôi không có nói là người ngoài Bắc đều mất dạy hết. Ok, những đứa mất dạy ngoài Bắc nó chửi tôi thì hầu hết những đứa đó đều là những đứa mất dạy. Mình bị chửi riết rồi tự nhiên mình cũng phải có một cái gì tiềm thức. Thành ra thông cảm, mỗi lần mà có gì xấu xa thì tôi hay dùng tiếng Bắc. Muốn mà để thay đổi thì đơn giản lắm. Những người Bắc mà có đầu óc thì các bạn hãy hành động một cách gì đó đi. Đây là cách đơn giản nhất. Thì không phải chỉ có bạn đó không thôi đâu, còn nhiều bạn nữa cũng ngoài Bắc không, thực ra là rất ít. Đây, chẳng hạn như là bạn Trần Minh Giang gửi anh Leo về clip về Ukraine. Tuy là số tiền ít ỏi nhưng là tấm lòng, em là fan phía Bắc. Mặc dù các bạn vô trong cái clip mà Nga mà xâm lược Ukraine là sai của tôi, các bạn sẽ thấy rất là nhiều những cái comment mà dưới là toàn là kêu bằng: ôi dù mày biết gì, Nga làm như thế là đúng, Ukraine, Uka là cái đám là sầm sầm bá lắm. Nhưng cũng có những người ít ỏi là người Bắc có đầu óc thì những người đó ủng hộ về Leo. Từ bạn Nguyễn Trần Cao Nguyên: chào anh Như Leo, anh có thể làm clip về đề tài nghiên cứu kim tự tháp có phải là người Ai Cập cổ đại đã xây hay có nền văn minh nào đó cách đây 12.000 năm đã xây? Thì thật sự ra cái này á, aliens nó giỡn chứ. Thiệt ra thì anh nghĩ là do người chứ không phải là do aliens đâu. Nhưng thực sự là nếu mà người ta làm được như vậy là người ta hay lắm á, tại vì có nhiều thứ mà bây giờ dùng cái công nghệ hiện đại vẫn chưa có thể làm được cái kim tự tháp như là kim tháp Ai Cập đã làm cách đây cả mấy ngàn năm rồi. Nó hay, có lẽ đó là một bí ẩn, nhưng mà các nhà khoa học sẽ nói tốt hơn. Có lẽ anh sẽ làm một clip đó vào một ngày nào đó. Từ bạn Trần Hoàng Long: mong anh review một bộ phim hoạt hình con nít trên Netflix bình thường nhưng không tầm thường tí nào, đó là Kotaro Lips Along. Anh sẽ review trong cái clip kế tiếp ha, đợi đi. Cảm ơn em. Từ bạn Thái Anh Quân: cảm ơn Leo đã cho em động lực phát triển kênh YouTube riêng. Kênh Quân IT của em dạy lập trình blockchain miễn phí cho người Việt. Ok, em quảng cáo đó, đúng không? Ok, bỏ qua đó. Từ bạn Phạm Thành Trung: em còn đang góp tiền xe chạy Grab ca ổn định thu nhập, em sẽ ủng hộ anh nữa. Em rất thích có những người bạn như anh. Anh đi đâu call em, số điện thoại free anh hết, vì anh xứng đáng. Cảm ơn em, bây giờ anh chuẩn bị call đây. Em không nhận là biết tay anh. Từ một bạn khác: em donate cho anh Leo cũng coi như em mua lại mấy content của anh. Có một lần thuyết trình trong lớp, em nói content đi trang bị luôn, điểm cao lắm á, coi như em tri ân anh. Mà anh không cần đọc tên em đâu ạ. À, trời đất ơi, anh dĩ nhiên không đọc tên em, nhưng mà để làm một cái như vậy nói thiệt nó rất là mệt em ơi, không phải giỡn đâu. Thank you em. Từ bạn Dương Phú Cường: gửi anh Leo chút tiền ăn bánh. Anh có thể nói về nạn phân biệt chủng tộc được không? Mấy năm nay báo có đăng nhiều về người gốc Á bị kỳ thị do dịch Covid. Đây là vấn đề của cái clip này. Cái chuyện mà kỳ thị á, thì chúng ta cần phải hiểu rõ là kỳ thị nó xuất phát ở đâu. Hầu hết đều xuất phát là ở Mỹ. Từ năm 1800 mấy á, dân Trung Quốc di cư qua bên Mỹ để mà làm đường tàu xe lửa cho Mỹ. Rất là nhiều luôn. Khi mà dân Trung Quốc mà qua bên đó làm á, thì lại đối mặt với sự phân biệt chủng tộc rất là kinh khủng. Bởi vì rõ ràng cái công việc mặc dù là làm đường xe lửa rất là mệt nhưng mà nó có tiền. Những người Trung Quốc qua đó làm thì ăn hết cái phần đó, thành ra dân Mỹ nó rất là ghét. Và nó làm đủ thứ hết trơn hết á. Tới cái mức mà hả, có một cái luật gọi là luật loại trừ dân Trung Quốc ra khỏi cái chuyện mà nhập cư vô Mỹ năm 1800 mấy. Tức là dân Trung Quốc cho tới năm 1900 mấy mới được tính là người Mỹ. Còn xong suốt thời gian đó coi như là công dân vẫn là hạng 2 nằm sống trong Mỹ thôi. Tức là họ sẽ đối mặt với những cái chuyện mà y chang như là dân da đen, bị phân biệt đối xử rồi bị lynch rồi tùm lum tà lá hết trơn. Lynch là cái gì thì coi cái clip mà đám đông cuồng nộ của anh sẽ hiểu. Đó là một cái hình thức mà phán xử vô cùng mà tồi tệ nhất của con người. Tức là ok, tụi tao đông người, tụi tao nói mày có tội là mày có tội, vậy thôi. Cho tới Thế chiến thứ hai. Thế chiến thứ hai thì bắt đầu dân Trung Quốc bắt đầu được xây dựng hình ảnh theo kiểu mới. Là kiểu là những người dân tuân thủ luật pháp, khác với những cái khu mà của dân da đen dơ bẩn rồi trộm cướp này nọ lọ chai. Thì chẳng qua là dân Mỹ là cơ bản nó nói ok, thì giờ giữa hai đứa thì có đứa đỡ hơn thì tụi tao khen nó thôi. Cũng đồng thời là để cho đối trọng với lại dân nhập cư người Nhật Bản. Tại vì thời điểm đó các bạn cũng biết chiến tranh thế giới thứ hai mà như Nhật Bản được coi là cái cơ bằng mà kẻ thù. Còn Trung Quốc lúc đó thì làm mọi cách để chứng tỏ mình là người Trung Quốc chứ không phải là người Nhật Bản. Tại vì trong mắt của cái đám da trắng thì dân da vàng nó cũng y chang như nhau thôi, nó không có khác gì hết trơn hết đó. Thì làm như vậy để cho thay đổi. Nhưng mà thay đổi thì thay đổi, trong mắt của nói chung là dân Mỹ vào thời điểm đó ok, dân Trung Quốc đỡ hơn dân Nhật. Nhưng mà nó nhìn nó cũng không biết nào Nhật là Trung Quốc hết đó. Sau đó là năm 1950 mấy là bắt đầu dân Hàn Quốc, chiến tranh Hàn Quốc, thì dân Hàn Quốc lại tiếp tục đổ bộ qua nữa,
là bắt đầu đối với những đứa Mỹ lúc đó là nó có thêm nhiều dân da vàng quá, nó da vàng là da vàng, nó đéo cần biết, nó cứ kêu là chinh chong vậy thôi. Nó vẫn tiếp tục phân biệt y chang như cũ. Tới năm 1960 mấy thì bắt đầu là vì những người Nhật là những người có đầu óc, những người đó bắt đầu trở thành một cái model minority, tức là theo kiểu là kêu châu Á là nó giỏi lắm, nó giỏi đủ thứ hết. Asian level, tức là nó giỏi, tại vì dân Nhật đúng là giỏi thiệt. Tức là những người mà đạt được thành tựu trong xã hội mà dân châu Á là nhìn vô là biết ngay, tại vì nó châu Á cho nên nó giỏi thôi, nó giỏi này, giỏi nọ, giỏi lọ, giỏi chai. Nhưng giỏi giỏi cũng vẫn bị phân biệt đối xử. Cho tới năm 1975, năm 1980, năm 1990, lúc đó là tới phiên những người mà chạy khỏi đất nước của họ, Việt Nam, Campuchia, rồi dân Hờ Mông gì, lúc đó là chạy trốn quá trời qua bên bển luôn. Thêm một làn sóng nhập cư nữa. Thì nói thiệt, lúc này là đám Mỹ là nó bó tay, nó không biết dân nào nhà, nó kêu Asian American. Và cơ bản là cứ Asian da vàng là nó phân biệt đối xử hết. Cho tới tận ngày hôm nay, giữa cái Black Community với lại cái Yellow Community á, cái Black Community á, nó có một cái vấn đề là tụi nó bị phân biệt, nhưng tụi nó rất là đoàn kết. Một đứa bị phân biệt là tất cả những dưới đen khác nó đều nhào lên là nó đòi lại công bằng hết. Còn dân châu Á thì không như vậy. Dân châu Á bị phân biệt, nhưng khi mà nó nhắm vô dân Việt Nam thì các loại dân khác đều nhắm mắt làm ngơ. Khi nó nhắm vô dân Trung Quốc thì dân Việt Nam cũng đâu thèm quan tâm, dân Nhật cũng đâu quan tâm. Nó nhắm vô dân Nhật thì ok, chuyện đó dân Nhật mà mày giỏi mà mày tự lo được rồi. Đó là vấn đề lớn nhất của cái chuyện mà phân biệt đối xử đối với người da vàng. Người da vàng mình phải nói là phân biệt đối xử ngay cả với người da vàng. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam mình có coi dân khác là gì đâu. Nói thiệt á, dân Việt Nam mình á là một cái dân rất là mê người da trắng. Mình mê Tây lắm, thiệt. Tôi đã có làm cái clip nói về dân Việt Nam mê Tây thấy mẹ rồi. Thì các bạn cũng thấy, khi mà chúng ta gặp người nước ngoài mà là người mà nhìn thấy rõ ràng da trắng, mũi cao, mắt xanh, tóc vàng, thì thái độ của chúng ta rất là cơ bản. Trời ơi, giỏi quá, dễ thương quá, đáng yêu này nọ. Các bạn thấy Tết không? Toàn là cho đám đó lên trên TV nói bập bẹ mấy câu tiếng Việt, các bắt đầu vỗ tay cho đúng không? Do you like Việt Nam gì? I love Việt Nam. Ô! Cái lòng quê con cặc tên tàu má này. Các bạn có bao giờ thấy mời một người Campuchia lên TV của mình không? Không, các bạn để ý đi. Nói chung người Việt Nam mình á, nói á, đâu có cái đó là friendly, là thân thiện. Nhưng chỉ thân thiện với ai nhìn Tây phương thôi. Còn đối với Campuchia, đối với Lào không hề quan tâm. Thậm chí còn có những cái câu nói mang như tính miệt thị, cứ như dân miên, dân mọi. Ngay cả cái chuyện mà phân biệt chủng tộc, người da vàng còn phân biệt chủng tộc da vàng nữa. Thì đòi hỏi làm sao cái thế giới mà nó không phân biệt theo chủng tộc đối với người da vàng nói chung và đối với người Việt Nam nói riêng. Thật ra đây là một vấn đề, mà vấn đề đó tôi nghĩ là cũng phải nhiều đời sau mới giải quyết được. Chứ đời chúng mình chỉ có biết là cũng đã chả làm được gì đâu. Không nói làm thì cũng làm được. Đây là cái clip giúp cho các bạn hiểu được vấn đề, để sau này các bạn sẽ wow, tôi biết là vấn đề đầu tiên là tụi tôi phải bỏ cái chuyện phân biệt đối xử của người Việt Nam đối với người Việt Nam đi. Các bạn nhìn kỹ đi. Đi bất cứ cửa hàng nào bạn là Tây, bạn bước vô á thì cũng được xung xoe, đón chào nhiều hơn so với người Việt Nam mà ngay chính trên đất nước Việt Nam. Vậy nào chúng ta không phân biệt được, chúng ta coi trọng người Việt Nam hơn, thì lúc đó chúng ta mới có thể đối đầu được với nước ngoài trong việc tụi nó phân biệt chúng ta thôi. Và clip tới đây là hết rồi. Nó thì một cái clip mà đọc comment mà nó dài kiểu như vậy, thực sự là nó quá dài luôn á. Nhưng mà tôi hy vọng là tôi đã có thể giúp cho các bạn hiểu được nhiều vấn đề ngay cả trong một cái clip đọc comment và cảm ơn thôi. Ok, tới đây là hết nha. Bye bye, hẹn gặp trong những clip khác. À quên nhớ subscribe, donate nữa. Tại vì nãy giờ nói hay lắm thì nên subscribe để cho kênh này phát triển đi, và donate để cho kênh này được sống mãi trong lòng của các bạn, sống mãi trong muôn đời sau. Bye bye, bye bye thiệt rồi đó.